Mình thấy gồm có trứng nè, chả nè, rồi xá xíu nữa các bạn, rồi rau, dưa leo, đầy đủ hết các bạn. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang ở trên đường Đồng Nai của các bạn, cái chân số 70 Đồng Nai, phường 15, quận 10 các bạn. Đó, thì đối diện bên này là trường học Nguyễn Du rồi các bạn. Thì lâu rồi mình không có đến đây mình làm video chia sẻ cho các bạn về cái xe bánh mì của anh Quang các bạn. Đó, rất là hấp dẫn và rất là đông khách luôn. Thì hôm nay mình đến thứ Bảy thì không có bằng từ thứ Hai tới thứ Sáu các bạn, nhưng mà vẫn rất là đông. Thì bây giờ mình vào trong mình làm video chia sẻ cho các bạn xem nha. Dạ chào anh Quang, chào chị, khỏe không anh? Khỏe, chào trong, dạ, dạ. Mình dọn ở lâu chưa anh? Từ 5 giờ sáng. À dạ, đó, mình cho các bạn xem nha. Đó, bánh mì luôn, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Cái đó là vàng topping về rau nha các bạn, cà chua, hành, ngò, dưa leo. Đó, bên này là trứng ốp la nè các bạn. Đó, bên trong đây là chả lụa. Cái này là thịt xá xíu hả chị? Dạ đúng rồi. À, có này là thịt sườn hay là chả cá ta? Bò, à, hamburger bò. Ở trên này thì mình cũng có heo quay luôn các bạn, pate, rồi có cá mòi nữa các bạn. Ở trên này là anh đã vô sẵn nè các bạn, để cho khách tới là làm nhanh gọn lẹ cho khách đi các bạn. Còn mình lia cho các bạn xem. Đó, đây là hot girl chiên trứng bên trong này các bạn, của anh Quang các bạn. Hôm trước, năm ngoái lúc em làm bánh mì của mình còn 18.000, hôm nay lên 20, lên lâu chưa anh? À, lên theo lúc xăng nó lên là bảo à lên. Dạ, xăng lên hoài luôn á. Ở đây anh Quang dọn lúc 5 giờ rưỡi á anh? À, 5 giờ có mặt ở đây, khoảng 5 giờ 15 là có bán à. Dạ, mình bán cho tới từ 5 giờ mình dọn tới 1 giờ trưa. Dạ. Thì giờ là đồng giá hết 20k hay sao anh? À, cũng có, ví dụ như là bánh mì hay quay trứng là nó 24. À, có nghĩa là 25, 30, tùy vào cái... đồng giá là 20 nhưng mà ăn đúng thêm rồi. Thì kêu thêm tính đúng tiền rồi. Thêm. Đây một cái góc rất là nhỏ ở trên đường Đồng Nai nha các bạn. Đây, mình xem chị làm. Rồi có trứng dưa ở đầy đủ không ớt. Chú lấy con ổ đầy đủ không dưa. À, bên này anh Quang có bán xôi nữa nè các bạn. Chị gái ơi. Có trứng không vậy? Cái này mình bán từ thứ Hai tới Chủ Nhật luôn hay là mình có nghỉ ngày nào không anh? Không nghỉ nào. À, bán xuyên suốt luôn. Chừng nào mà có dịp bận gì đó mình mới nghỉ thôi, đột xuất thôi hả chị? Dạ. Đó, các bạn thấy chị làm rất là lẹ luôn các bạn. À, trên này mình thấy có hamburger nữa. Các bạn không ăn bánh mì bình thường được thì các bạn có thể chọn hamburger, xôi mặn. Còn nhưng thì các bạn có thể chọn bên trong có ốp la, rồi thịt, rồi chà bông, heo quay. Đó, mà cho các bạn xem nha. Đó. Hôm nay là thứ Bảy thì không bằng như từ thứ Hai tới thứ Sáu các bạn, tại khách văn phòng với học sinh họ cũng nghỉ một phần các bạn, chứ thường thì ship hàng một cái hàng rất là dài luôn. Mấy cái nguyên phụ liệu đó nhà mình làm hết hả chị? Dạ, 3 giờ sáng là anh chị đã thức rồi các bạn. Đợt anh Quang nói cái chỗ mình bán là mình mở ra được bao nhiêu năm rồi chị? 7 năm hả chị? 7 năm. Dạ. Trước đó có người bán nhưng mà đúng mình bán ở đây là đúng 7 năm. Dạ. Không được chua. Đó, các bạn thấy không, làm không kịp. Khi mà vừa buông ra là anh sẽ cắt bánh mì sẵn và vào rau cải sẵn các bạn. Xong rồi cách tới chọn nhân ở bên trong là bắt đầu chị sẽ bỏ vào thôi cho nó kịp. Cái này mình đâu có bán trên app hả anh Quang? Có luôn hả chị? Có cái app Loship mà nói chung là mình cũng chủ yếu là bán khách tại đây thôi. Dạ. Mình làm không kịp nên là không có cầm máy, ai có tới cũng như là mình kêu rồi mình bán. Dạ. Chứ mình không có ngồi coi máy. Đúng rồi, em thấy anh với chị làm li lịa hết trơn, đâu có cầm máy đâu. Nói chung là chủ yếu của mình là khách tới đi ngang mua xong rồi đi làm, đi học. Dạ. Này các bạn. Đó, nhìn rất là sạch sẽ và rất là bắt mắt nha các bạn. Đó. Đây, còn mình sẽ vào trong mình cho các bạn xem hot girl chiên trứng nha các bạn. Đang tiễn người yêu á. Dạ chào cô, cho con quay xíu nha. Đó, cô rất là khéo tay luôn các bạn. Trứng ốp la là chiên cái nào nó đều. À, cô sắc thịt luôn, cái này là xả xíu hả cô? Là cô làm chung với anh Quang lâu chưa? Là lúc anh Quang mở luôn hay là mấy năm sau? À dạ. Đó, còn đây là trứng ốp la này các bạn. Một hồi là ra nguyên một cái thao như vậy luôn, nhìn rất là đẹp và bắt mắt luôn. Dạ con cảm ơn cô ạ. Đây là toàn cảnh cái xe của anh Quang này các bạn, rất là gọn luôn. Còn đây là bảng giá bánh mì Nguyễn Du, đầy đủ thịt chả trứng, thịt xôi chả cá là đồng giá 20k, heo quay luôn 20k nha các bạn. Còn heo quay trứng rồi xôi đầy đủ là 24k, hamburger là có 20k các bạn, hamburger bò trứng là 24k. Còn đây là số điện thoại của anh Quang này các bạn. Khách tới luôn. Đó các bạn nhìn thấy nè. Dạ, xôi của cô phải không ạ? Cái này số lượng bánh mì một ngày mình bán ra tầm bao nhiêu ổ hả chị? Tầm 500 ổ trong một buổi nha các bạn. À chưa, mình chưa tính xôi với hamburger phải không? Đó, rất là đã luôn các bạn. Trong buổi sáng tới trưa, chưa chỉ là bánh mì thịt thôi hoặc trứng thôi các bạn là 500 ổ. Còn xôi mặn và hamburger là mình chưa tính. Đó, các bạn thấy hồi nãy giờ mình quay cái tốc độ làm rất là nhanh luôn các bạn. Làm để kịp giao cho khách để khách đi làm các bạn. Chủ yếu là khách văn phòng và học sinh thôi. Mình nhắc lại là địa chỉ số cái xe bánh mì của anh Quang các bạn. Địa chỉ là số 70 Đồng Nai, phường 15, quận Tân Bình. Quận 10 chứ, quận 10. Các bạn có đi ngang thưởng thức và ghé ủng hộ anh Quang nha các bạn. Ở bên trong đó là chà bông mà mình thấy có hành phi nữa phải không chị? Hành trắng hay hành phi ta? Chà bông với hành phi. Đây, chị làm hamburger cho khách. Còn 60 không? Khách mà đông nhất trong ngày là tầm mấy giờ chị? 8 giờ đổ lên. À 8 giờ đổ lên giờ. 8 giờ đổ lên. Là hiện giờ là tầm khoảng 7 giờ, 7 giờ 15 rồi các bạn. Xôi của chú với bánh mì của chú, xôi của con. Chị làm quen á các bạn, là lâu năm thao tác rất là lẹ luôn. trên đó là sốt manzane hay là bơ gì. Bên kia là pate. Anh với chị là ở gần đây không anh Quang? Ở bên Hòa, Bình. Dạ. Xong rồi cái xe này là mình bán xong mình đẩy vô cái chỗ này. Không, mình gửi vô chỗ này. À dạ. À dạ. Đó, anh Quang vào sẵn như thế này nè các bạn. Tại vì không vào sẵn là sẽ làm không có kịp các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là bắt mắt luôn. Tươi xanh như bức tranh. Đây, còn bánh mì là anh Quang sẽ để trong đây để giữ nóng phải không anh? Nó có cái bao này nè. Đúng rồi. Đó, nóng hổi luôn các bạn. Mình để cái tay vô nóng hổi luôn. Xong rồi các bạn. Đó, thì bây giờ mình hồi nãy mình có kêu anh làm cho mình một ổ 20k là bánh mì trứng đó các bạn. Vì sáng sớm mình cũng đang rất là đói luôn. Giờ này mới có 7 giờ các bạn, mình chưa có ăn sáng. Thì ở đây mình cho các bạn xem về cái đó, những cái nguyên phụ liệu bên trong của anh nha. Đây, mình thấy gồm có trứng nè, chả nè, rồi xá xíu nữa các bạn, rồi rau, dưa leo, đầy đủ hết các bạn. Rồi bơ và pate đầy đủ nha. Có mình là không ăn ớt được nên là mình sẽ không có dùng ớt trái các bạn. Đó, rất là giòn, rất là hấp dẫn luôn. Bơ với pate rất là béo, rất là ngon các bạn. Mình mới cắn trúng phần đó, còn thịt bên trong thì chưa. Cái cảm giác mà sáng sớm các bạn ăn, mà khi mà bạn thèm bánh mì á, nó giòn, cắn nó đã. Ồ, bánh mì 20k các bạn, rất là xứng đáng luôn. Ngon. Ngập mầm bơ với pate luôn các bạn. Mình thấy tất cả đồ đều tươi và ngon. Rau và dưa leo các bạn, tươi. Còn dưa chua á, thì cái độ chua vừa phải, và kèm một chút xíu rau găm các bạn, ăn cay nhẹ, rất là thơm. Giòn đã lắm các bạn. Còn miếng này xử lý cho ba. Đúng rồi. Sáo chiếu bơ ba tê và một chút xíu dưa chua. Để cục cuối nàng mới đã nè các bạn. Tại vì nó dồn ba cái bơ ba tê xuống á. Ok, mình đã trải nghiệm cái ổ bánh mì của anh Quang xong rồi các bạn. Thì ổ bánh mì giá bình quân là 20k. Thì là bên trong là có trứng, có đầy đủ topping các bạn. Ăn rất là ngon luôn. Mà đặc biệt là gì làm cho các bạn mua bánh mì để ăn khi các bạn thèm á. Thì cái ổ bánh mì giòn nó rất là quan trọng nha các bạn. Ăn vô nóng hổi còn giòn rất là sướng luôn. Đây cho các bạn xem. Đó là bên đối diện mình đang ngồi ăn chỗ xe bánh mì của anh Quang các bạn. Hôm nay là thứ Bảy thì không bằng từ như thứ Hai tới thứ Sáu, khách sẽ xếp hàng dài từ gần này nè, kéo dài qua tới bên này luôn các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, cảm ơn các bạn.